AFC Asian Qualifiers Road to Qatar, trọn vẹn trên FPT Play và truyền hình FPT. Như vậy, sau hơn 12 giờ di chuyển thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã về đến khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Đây sẽ là nơi mà đội tuyển của chúng ta đóng quân để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với đối thủ Australia vào ngày 7 tháng 9 tới. Trải qua một quãng đường di chuyển rất dài từ Ả Rập Xê Út về Việt Nam, các cầu thủ và huấn luyện viên đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Những cầu thủ như Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải dường như vẫn chưa vượt qua nỗi buồn sau trận thua ngày hôm qua. Ngay khi đặt chân đến khách sạn Grand Plaza, các cầu thủ sẽ được tiến hành kiểm tra COVID-19 trước khi nhận phòng và nghỉ ngơi. Đội sẽ quay trở lại tập luyện dự kiến vào buổi chiều ngày mai. Cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì hai thành viên đầu tiên của đội tuyển Australia đã đặt chân đến Việt Nam trên cùng chuyến bay với các lãnh đạo của AFC và tổ trọng tài. Những thành viên còn lại dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội vào 19 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 9.
Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và FPT Play.